Xin chào các bạn đến kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên các bác mẫu xe đạp địa hình Kia CA530, một dòng xe mang thương hiệu của Ý và được sử dụng bộ chuyển động Shimano DOG 10 lít 3 đĩa cho 30 tốc độ khác nhau, tông màu xanh, tông màu xanh tím than rất là đẹp. Đây, toàn bộ là khung nhôm thương hiệu Kia, một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của Mỹ. Model là A530. Tông màu sơn rất là đẹp các bác nhé, tông màu xanh tím than. Và tổng thể xe thì còn cái độ mới nó cũng rất là tốt, các bác có thể nhìn trên hình và đánh giá. Rất là ít vết xước, chỉ có những cái vết niti do đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe ngoại hình màu sắc còn lên, màu sơn lên còn rất là đẹp. Đây, sử dụng bộ đề chuyển động Shimano Aliview với 10 tầng níp. Níp vẫn còn rất là sáng các bạn nhé, níp xích còn rất là sáng. Đây là chủ xe người ta bôi luyên, bôi dầu quá này nó hơi bẩn, cái này lau đi là sạch các bạn nhé. Còn là rất là sáng thôi nhé. Ba tầng đĩa để DOG. Đùi này thì là đùi trục rỗng các bác nhé, đùi FSA trục rỗng. Đây, đây này, các bác có thể nhìn cái trục trong này. Đây, nó là loại trục rỗng các bác nhé, chứ không phải là cứ nhìn được cái lỗ ở đây sang bên kia là trục rỗng đâu. Đây, đây nó cũng là trục rỗng của FSA, cũng sử dụng phổ thông của Mỹ luôn. Đây, và tất cả những cái chi tiết này toàn bộ nó là nguyên zin hết các bác nhé. Xe này thì nguyên zin nguyên bản hết 100% rồi. Đây, ghi đông cong đủ đều. Dòng cong đủ đèo và trên tay bấm cũng được sử dụng là Shimano DOG và cụm phanh dầu Shimano. Đấy, cấu hình rất là ngon các bác nhé. Giá thì em đang bán chỉ có là 8.900.000 thôi, thì cái cấu hình này cũng rất là tốt trong cái tầm giá rồi. Dầu DOG 10 lít giảm sốc, sốc rốc, giảm sốc dầu thủy lực, sốc rốc cũng là một cái thương hiệu giảm sốc rất là tốt của Mỹ. Phóc này thì cực kỳ là bền rồi, các bác nào mà chơi cái dòng sốc dốc này thì có thể biết rất là bền. Mayer Luvatec bánh bi vòng, Mayer Formula bánh bi vòng. Đấy, sử dụng bạc đạn bi vòng. Đấy, đằng sau này cũng thế, cũng Formula bi vòng hết. Vành MTB 26 inch sử dụng lốp max ship. Và em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy, thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe có size là 17.5 inch các bác nhé, phù hợp với các bác đi từ khoảng 1m62 đến 1m72 thì phù hợp. Chuyển động này rất là mượt, nó có thể nhìn trên hình.
Thì xe đang có giá bán bên em là 8.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.